À, anh em chúng tôi đã xong bữa cơm. Em mời mọi người uống cốc bia cho nó mát. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi lại cùng anh chàng miền Tây dễ thương chế biến hai món ăn cho vào cho nó mát vào ngày nắng. Ngoài miền Bắc mùa hè đang nóng lắm. Hôm nay nhiệt độ lên 38-39 độ C. Ăn thứ nhất là cái củ cải này, nó rất là mát, củ cải nó giải nhiệt. Đấy, thì củ cải để làm cái món gì thì anh em tôi củ cải nấu nó mới thịt gà. Qua là gì như thế nhỉ? À, gà hầm xả củ cải. Thịt gà đây, gia vị chúng tôi đầy đủ, đang thơm lắm mọi người. Hành tỏi đã phi rồi, thơm quá. Rồi xong tôi phải ra ngoài tôi nhặt rau nhặt dại thì anh chàng miền Tây ra ngoài xong là anh đã cướp gà, thật gà, anh đảo được một vòng rồi. Bây giờ chuẩn bị cho nước vào. Đây còn nguyên liệu thứ hai là anh em của tôi sẽ nấu món ốc nhồi già, nấu canh chua. Hôm nay anh em tôi nấu bằng me chua. Nguyên liệu đây, ốc nhồi già lắm. Nhà tôi thì nuôi được ốc nhồi nên là chất lượng như nào tôi sẽ biết. Con ốc này tôi đã nuôi được hơn 1 năm nay rồi. Đấy. Bây giờ nó sinh được 2 lứa trứng rồi. Nó chuyển sang giai đoạn là không nuôi nữa. Vì nó có ăn nó cũng không lớn nữa mà nó già đi. Nên là tôi sẽ bắt lên để ăn. Đấy, nguyên liệu nấu với nó gồm có quả dứa này. Đấy, quả thơm, gọi là trong miền Nam gọi quả thơm. Lá ngó. Cà chua. Giá đỗ. Me nữa và các gia vị ớt. Đấy, gà sau khi đã phi hành tỏi xào nấm gia vị xong cho nước vào bắt đầu hầm cho củ cải lát nữa thái cho bạn ăn xong. Đây là đây là ốc nhồi. Những món này cũng được gọi là đặc sản đồng quê đấy mọi người ạ. Nhưng mà nhờ những bàn tay nấu nướng khéo léo, biết ăn, biết nấu sao cho gia vị vừa đủ, thực phẩm nấu vừa chín tới thì tạo ra những món ăn ngon rất là ngon. Lao động vất vả cực nhọc kiếm đồng tiền, kiếm hạt thóc hạt gạo, kiếm được cái lương thực thực phẩm, thực ra đến cuối cùng cũng chỉ là ăn và mặc. Nên là anh em chúng tôi chú tâm vào cái vấn đề là ăn á. Đã làm được cái sản phẩm rồi thì sẽ rất cố gắng làm cho nó thật ngon. Đây bây giờ mang đi rửa. Có phải ấy không nhỉ? Ý nó có phải ngâm với nó mà ít ớt không? Thế làm cách nào cho nó hết được cái muối à? Ủa tối quá, đi bật đèn lên cho đi. Đấy. Rồi, sáng rồi, ok. Đây, cách làm ốc của anh chàng miền Tây. Đây, anh ngoài ruột. Ngoài ruột này là tối quá nhỉ. Với người không biết làm thì con ốc này ngoài ruột không phải là dễ đâu nhá. Nói. Đó. Dùng cái kéo này. Ngoáng phát là ra đến tận lõi luôn. Này, lấy cái que thôi, không phải là mình kéo. À ừ. Vì xong mình không muốn đi lấy cái que. Quá cao thủ đấy. Nếu nói về làm những món ăn thủy sản như là cua, cá, ốc, ếch, rắn, rết, lươn, chạch thì người miền Tây vẫn là đứng đầu bảng. Đấy, gà hầm được khoảng 20 phút. Để bắt đầu cho củ cải vào hầm với cùng với gà. Thì cái nước củ cải nó ra nó rất là ngọt, mát. Đây, ốc hơi xong đã được rửa sạch. Ánh sáng hơi tối tí, mọi người xem thông cảm nhá.
đậu bắp thái phát thôi, cà chua và dứa thái nữa. Đấy, đậu bắp này mọi người, quả đậu bắp rất là bụ bẫm, ngon lắm này. Nấu món canh chua thì nhất định là phải có đậu bắp này, ăn nó hơi đúng vị. Hai là cái rau ngò, hai thứ này là gần như bắt buộc phải có. Còn miền Bắc mà không có, nhà nào không có me thì có thể là dùng bằng thay bằng mẻ cũng được, nhưng mà nấu bằng me thì nó đúng với phong cách của người miền Tây. Quả thơm này, quả thơm thì cũng không nên chọn quả chín quá, chỉ quả chọn quả ương thôi. Quả ương thôi, vỏ nó còn là hơi xanh xanh vàng vàng tí, nấu nó chuẩn hơn. Đấy, cái gì đây? Đậu thơm mà. Cái này bỏ đi hả? Đấy, bây giờ đến thái quả thơm. Cả những món ăn nó mát mọi người, hè hè. Lát nữa anh em tôi mua lên một ít bia hơi. Trong miền Nam mà không bia hơi nhỉ? Có. Ngoài miền Bắc thì có bia hơi. Gọi khoảng 3-4 lít. Hai anh ba em ngồi hàn huyên câu chuyện lai rai, sau đó xua tan cái không khí ngày hè. Hỏi à, cà chua để đem thái bỏ làm sáu, như gọi là bổ cau. Tuy là rất là nhiều những công đoạn nhưng mà với anh chàng miền Tây thì anh do anh nấu quen rồi nên thời gian nấu không lâu đâu. Mọi người nhìn thấy nhiều thứ, nhiều rau như vậy nghĩ là nhanh là lâu nhưng không lâu đâu. Anh chỉ chế biến trong khoảng 30 phút là xong bữa ăn, đợi cho chín là vào tầm khoảng 40 phút là xong tất và lên mâm. Đấy, cục me chua sau khi được đúng qua nước sôi cho nó tan ra thì lúc trước là để trong tủ đông lạnh nên bây giờ được dằm ra rồi, đổ vào cái lọc mẻ này, lọc lấy nguyên phần nước, phần hạt đi. Đấy, nấu mè chua cái nước mè nó tí hẳn mát lắm mọi người, nó cũng mẻ cũng mát nhưng mà mè lại mát kiểu khác. Anh chàng miền Tây nghe bảo là ốc mà cho vào trực tiếp thì ăn không ngon như ý, nên là anh phi hành tỏi lên này. Mọi người nhìn phi hành tỏi chưa, bây giờ cho ốc vào, ui giời thơm quá như nhà hàng luôn. Đấy, như nhà hàng khách sạn luôn mọi người. Mắm muối, mì chính, gia vị, cho vào, đảo lên. Cho nó ngấm vào con ốc, tí là ăn cái vị ốc cũng đậm. Nếu thả trực tiếp vào đây thì nó lại nhạt kiểu khác. Mà lấm vào đấy là cái miếng cái gia vị nó ngấm vào con ốc rồi, nên tí nữa nó không bị tách nước. Rồi, chứa thơm quá, thơm quá này, chịu sao nổi. Có khi này tắt điện thoại gọi bia là vừa nhỉ, mang vào là vừa ấy. Rồi ốc cho vào. Đấy, bắt đầu đến công đoạn sau cùng rồi đấy, là cho giá đỗ, cho rau ngổ
chút ớt nữa là xong. Chờ một chút chắc là cũng được, chỉ độ khoảng 2-3 phút nữa thôi nhỉ. Còn người ra độ nó chín quá nhỉ. Nhưng mà nó chín quá này mình nhìn thấy giai đoạn vừa chín là thả vào thơm vào tắt bếp. Rồi rồi. Sau đó nêm gia vị nó thấy nó vừa đủ mắm muối mì chính thì nêm lại. Là xong. Tắt bếp đấy. Đây là anh em chúng tôi đã hoàn thành xong món ốc nhồi nấu canh chua theo phong cách của người miền Tây. Ui, mát lắm mọi người. Nó ăn nóng như vậy mà nó còn mát, không biết cỡ nào. Còn đây là xoong gà. Xoong gà hấp sả củ cải cũng đã xong. Thơm lắm mọi người, ngon quá này. Và bây giờ xin phép mọi người tắt điện thoại để anh em lên mâm nhá. Lát nó vào mâm thì mời mọi người sau. Sau một ngày lao động nhọc nhằn săn lao, giờ anh em chúng tôi đã xong bữa cơm. Đây, mời mọi người uống cốc bia cho nó mát. Đấy, đây là món gà hấp sả, một món ốc nấu canh chua, hai món nước chấm, ba món. Mời mọi người nhá. Đây là cái mề con gà, đây là bia. Ui hết luôn, mát quá mọi người. Đang cho nó khát nước. Đấy, bia ăn miên ốc này con. Bác gấp này. Ăn. Ăn. Dũng mà. Đấy, dễ gì nghe cái đến ngay nhanh thế. Đây, bà gắp cho này. Hả? Tao đó tiền mà trả. Linh ăn này không? Không hả? Loan này. Không. Ơ thế hay quá. Thế thì lại hay quá. Vào đây anh ơi, anh ngồi trong này. Ơ thế ngồi đây. Kinh nhảm tan cái loại chân dài. Đéo rồi, có ba mẹ con nhà mày hết cái mẹ nửa cái chân. Quá. Mày thì sướng bóng hơn chân dài quá. Thôi. Đây là chủ quán bia. Bia ngon cái là, nhưng mà nghe thấy ốc ngon, gà ngon cái vào ngay. Chạy 30 km chạy trong vòng có 10 phút. Anh thử thế nào, vừa xong em ra bảo chị rồi, nay chị bán đi. Anh ngồi trong này rồi, có bao nhiêu bia mang hết đây. Mua hết. Nào. Tiền, không có gì ngoài tiền. Không có gì ngoài tiền. Ngày tiêu triệu bạc nhạc nhẹ. Mời mọi người ra xem. Rồi. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Anh tắt máy để ăn tối đây. Anh ăn này đi, ngon lắm. Ừ. Thôi nói vậy chứ chia nhau nhé, có cái miếng ngon chia nhau.